Rich food. Wenn man Garten machen geht, riecht er gut. Sonst sagt man stinkt. Da hatten sie Champignon drauf gezüchtet. Das ist Hühnermist und Rossmist mit Stroh. Ah. Dann hatten sie so Champignon drauf. Hello, tôi xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Tôi Suýt Cuộc Sống Nông Thôn Thụy Sĩ. Mọi người ơi, tôi đang ở ngoài đường rồi, hôm nay nắng ấm đẹp quá đi luôn. Hôm nay Thi qua nhà bà chị, mà chị của chị dâu của Thi đó mọi người. Thì hôm bữa trước mọi người có coi cái video mà Thi qua Thi xin rau ha. Thì có một ít rau cổ giữ lại cho Thi đó để cho nuôi cho nó lớn. Thì hôm bữa trước thì thời tiết còn rất là lạnh luôn, Thi chưa có đem về. Hôm nay Thi qua chị lấy nha mọi người. Cho nên Thi mời mọi người cùng đi với Thi nha. Hôm nay phong cảnh rất là đẹp luôn, sẵn ngắm cảnh luôn mọi người. Ôi hôm nay nè, cho mọi người xem thời tiết rất là đẹp ha. Đó mọi người thấy đẹp không? Trời ơi, Thi cầm một tay Thi lái mọi người ơi. Thi chưa có mua được cái mà để trên xe để quay video mọi người. Thi không có biết mua ở đâu mà cũng không biết. Thi thử mấy cái rồi mà cái nào nó cũng rớt ra mọi người. Trời ơi, đẹp không? Ở đây á, thì mùa xuân mà bồ công anh rất là nhiều ha. Cái con đường này nó đẹp quá đi á. Trời ơi nó vòng. Vắng tanh luôn nha mọi người. Hiện tại Thi đi là cái giờ này là cũng vừa quay trưa một tí, người ta đang ăn, người ta nghỉ ngơi á. Thì tầm chiều nếu mà làm thì người ta mới ra nó làm, người ta làm nông nha. Cho thời tiết hay là nó ấm xuống rồi, nó mát, đỡ một chút á. Bây giờ nó đang rất là nắng nè. Ghê á, cái chỗ đây cỏ mọi người thấy đẹp không? Họ cắt á, xong họ trải dài ra, cái này để họ phi cô, họ chở về cho bò ăn đó mọi người. Nhìn hai màu khác nhau hả? Cái phía bên kia nè là họ chưa có cắt nha. Đây nè, đó mọi người thấy không? Trời ơi. Cái đường này may là không có xe rồi quay lại nha. Rồi vừa quay vừa cầm máy người ơi, chứ mà nếu mà có xe là không có dám. Tại vì á, ở Thụy Sĩ cái con đường làng rất là nhỏ luôn mọi người. Đó nhỏ không? Hai xe đi qua họ là. Trời ơi, cái chỗ này. Cái chỗ này ba đẹp. Ở dưới thì bồ công anh, ở trên đường bà mớ táo. Đó mọi người, cái chỗ này. Nè, tiếp nào. Thụy Sĩ là nổi tiếng hưởng thụ một cái thiên nhiên rất là hùng vĩ luôn nha mọi người. Xe sai cây khóc, có gì đi xuống là thì phải tắt thôi. Nè thì đi bộ xuống cái khúc này nha. Khúc này là đứng ở trên dòm xuống là quá đỉnh luôn nè. Đó mọi người. Ở xe xe kia là có cái chú đang xe máy cày để cắt cỏ. Mọi người thấy cỏ mọc hay không? Ở chính giữa là cỏ nha, còn hai bên là bồ công anh nó mọc đó. Mà cái này là cò bay thẳng cánh luôn, con chim kìa, có một con chim xe xe nó bay kìa mọi người. Thẳng cánh luôn, không ai giành luôn đó. Bể là trùm ở đây đó. Mấy cái con đường này trong rừng nè mọi người, nó nhỏ xíu à, cho nên lái xe rất là chậm luôn. Để lượt cái xe, có xe kế bên qua họ là mình còn né kịp. Qua cái chỗ này là tới nhà của cô rồi nè, đó. Thì qua cái khúc này là tới nhà của cô rồi mọi người, nói chung cũng gần lắm.
Thụy Sĩ mà nói làng này làng kia, mình thấy nó nhiều cái ngôi làng, chứ thật ra qua một cái làng rất là gần nha mọi người, tại nó cách một cái đồi thôi. Đây là wow, đây nó cũng đẹp quá. Hỏi tay quá. Đây, tới nhà cô rồi nè. Ở đây kia có cái trại chăn bò, cái nông trại rất là lớn luôn ha. Wow. Wow, ở đây cho mình nó đẹp dữ vậy ta. Cuộn anh nó đầy luôn. Mỏ thì chíp chíp cả ngày đó. Đây, cái nhà cô rồi nè mọi người. Thấy không? Đó, có cái xe dựng á. À, có cô đang đứng đó. Đây là chị của Lu, của chị dâu của Thi nha mọi người. Đây có cái nhà của cô Diêu. Wow. Oh, Sophie. À, this is house. Cái này là bữa cô cắt cho Thi nha mọi người xem nó. Nó xin cho là sợ. Verschiedene. Ja. Die sind einfach nicht gewachsen bis jetzt. Ist zu kalt gewesen. Ah, okay. Meinst du noch warten oder soll ich heute mitnehmen? Ja, du kannst machen, was du willst. Hast du ein Vlies zu Hause? Vlies? So eins da. Ja. Dann musst du einfach drüber ziehen. Drüber ziehen. Meinst du jetzt immer noch kalt? Ja, bis zum 15. Mai sagt man, kann noch Eisheiligen geben. Ah ja, okay. Und hier Kürbis. Kürbis. Ja, đây là bí nha mọi người. Und hier, ich nehme heute jede eine, gell? Ja. Wow, was ist da hinten? Brauchst du so viel Kürbis? Ja, was willst du noch verkaufen? Ah, noch verkaufen. Cô gieo rất là nhiều nha mọi người. Đây nè. Ja, ich habe da gern. Das ist mega schön. Ich nehme so irgendwie ja, eine, ja, ist gut, zwei inne, gell? Ja, ja. Und hier auch, ich nehme auch von hier eine. Das ist Halloween-Kürbis. Ah, da kann man nicht essen? Mal kann man auch essen. Gesichter schnitzen, so. Ah, ja. Ah, cái này để làm Halloween đó mọi người, mình cũng ăn được nè. Ich nehme eine von dem hier, die eine, ja. Also, was im Melon kommt noch nicht? Sind einfach immer zwei drinnen. Ja, ist gut. Danke vielmals. Und diese, was ist da? Das ist Butternut. Aber noch nicht gewachsen? Oder? Das ist halt irgendwie ein Kleid. Ich nehme es was groß da. Und diese da. Ja, cô có rất là nhiều. Ah, hier, look, hier, große, oder? Hier ist was groß, gleiche. Das gleiche, okay, ja. Ich nehme das große von hier. Ja. Und hier. Und was ist da? Ja, ich nehme auch eine, der auch Kürbis. Das ist Napoleon. Die werden so lang. Auch Kürbis. Den kannst du im Winter wie Zugetti verarbeiten. Ah, okay. Ja. Schau mal dahinter. Ich habe noch nicht. Das ist der Halloween, okay. Okay. Da hat es Zugetti, gelbe und grüne. Ja, ich nehme gelbe gern. Gelbe. Auch grün, hier die eine. Cái này là bí ngòi nha mọi người. Bí ngòi voi ha. Cái đây là cà chua bí trước cô để dành cho Thi, giờ Thi qua Thi lấy nha. Còn cái đây là cái mớ này là ớt Đà Lạt nhưng mà không có lên nha mọi người. Đi sẽ nên mà ao ai nha con đen. Ôi mẹ chó. Không có chỗ trồng mọi người mà ham quá. Giấy nè mẹ mò. Ít hơi bà nóc ni cái hộp. Bà mò bà rô bìa rồi hết. Dạ. Trời ơi, không có chỗ trồng mọi người nhưng mà thết ghê luôn á. Ở đây cô có cái nhà này nha, cái nhà này nó giữ ấm cho nên nó hả? Dạ, nìm ít. Ich habe kein Platz, aber ich habe mega gern. Es ist ein Pflanzen. Ở đây cô trồng cà chua nha mọi người, ở trong đây nè. Thì sẽ có một cái này hả? Cô làm xiên ghê, thì lười mấy cái đây lắm. Thì để mình bỏ nước trong đây nó thấm từ từ ra hả? What? Hier Zucchetti, also Wassermelonen noch zu klein.
Oder noch nicht gekommen? Ach, komm noch nicht. Meinst du, kommen oder nicht? Ich hoffe, sie kommen. Ja, soll ich kaufen? Ein wenig später bin ich gemacht. Ah, soll ich kaufen halt. Ja. Der Kleine, er hat gern. Und was ist da innen? Das sind auch verschiedene. Kürbis. Wasser und Zucker und Honigmelone. Ja. Wie viel Kilo? 700. 700 Kilo? Also wenn du ganz schaust, ja. Was ist, kann man essen? Ja. Also mir zeigen, wie das ist. Das ist ein riesiger Kürbis. Wow, ich probiere mal. Ich nehme einen, ja. Thi không có ăn nhiều bí nha mọi người, nhưng mà trồng thử tại ở đây cô gieo rất là nhiều loại khác nhau. Ở có những loại ở siêu thị không có nha mọi người. Cái này là cái loại bí rất là bự luôn. Vậy nên mà ai nè. Dạ. Đây nè, cô gieo đây là phải trồng, phải đậy mấy cái này á, tại mày không đậy là nó sẽ. Ich habe für dich hier diese letzte mal diese Gelbe. Ja, ich bring halt. Nhà không còn chỗ trồng mọi người mà thấy ham quá. Trời ơi, đi vô mấy cái khu này lấy cái này cho cô đựng mọi người. Nè, mặc trước cô đem đi. Giờ đem trẻ lại cái này. Đây. Hả? Dạ. This is from deer. I can let next small bit to rook ringen. Aha, ja. Ja. Tốt lắm mọi người ơi, đây là cô có cái này cô đậy lên nè. Đó, đó nè, đó đậy lên. Frühlingszwiebel und Rüebli. Hast du kleine Zwiebel zum Setzen? Ich habe so viele Zwiebel im Boden, aber komm nicht. Nee. Ich weiß nicht wieso. Wie machst du das? Oh, ich einfach da hacken und setzen. Vielleicht ein leicht weniger Dünger. Also die habe ich im Herbst gesetzt. Das sind Frühlingszwiebeln. Wow. Und Rüebli, wie machst du das? Ich mache aber komm nie. Ja. Einfach hacken und innen tun. Ja, diese habe ich vielleicht ein Vlies und feucht halten. Ah. Hast du ein Vlies? Ja, ich habe gekauft. Ja, siehst du, ja. Wo hast du das Zwiebel gekauft? Die habe ich im Landi, im Kringau gekauft. Hast du noch eine? Oh nein, habe ich alles gesetzt. Toll, Mann, ey. Ich habe so viele, aber alle tot kommen nicht. Sie verfroren, oder? Ja, weiß nicht. Ich, ja. Also fort ich kein genug, aber ich weiß nicht, wieso. Okay. Ở đây bà cô phải gieo hia bố nên gá. Dạ, Epsley. Cái này là đậu Thái Lan nha mọi người. À, bố nên khả mạnh dết xôn. Dạ, für dich eigentlich kannst du schon machen. Wenn du ein Fleece hast, ja, okay. So geht's vielleicht, ja. Aber du hast wieder hier Zwiebel oder was? Hab ich vor einem halben Monat habe ich Zwiebel gemacht, ja. Oh, ich habe gern Zwiebel. Nhiều gì nó cũng lên nhỉ. Ở đây cô có cái máy nha mọi người. Trời ơi, mọi người thấy nè. Cô bây giờ bà hái rồi đó mà. Giờ nó lên, tự nó lên mấy cái này luôn. Hier kommen Bohnen. Ja. Diese hot Kletten oder nur Büsche? Ja, die sind nur Busch. Ah, nur Busch, okay. Ja, ja. Mhm. Und hier? Hier habe ich noch nicht wieder Kürbis. Ah. Und da auch Zwiebeln. Ja. Ah, machst du an wen Zwiebel hier der Könli oder ich werfe einfach alle zusammen, Philosophie. Also einfach zur Reihe liegen machen. Ja. Mhm. Vielleicht das ein wenig zu dick gesät. Ja, ich habe. Vielleicht nachher noch ein bisschen ziehen, sonst gibt es nur kleine Rüebli. Ja, cô đang lấy cho thầy cây hoa hướng dương nó về thì trồng ở trước nhà mọi người.
trồng mấy cái đậu Hà Lan phải gì nè, nó bò lên, còn Thi thì không có kinh nghiệm. Ở trong kia có con mớ hoa hương dương kìa. À, bồ công anh. Trời, ăn xong cái bò mọi người nghe mùi bò rồi. Có xi mấy cây đồ đầy đủ nha. Đây nè, trời ơi, nó đẹp hết chứ. Đẹp gì mà giữ dần gì. Đó, mọi người thấy không? Đi bộ ra đây nè, đây là ở khúc sau nè. Trời ơi, ở đây đắt nhiều làm vườn đẻ quá. Thì ở đây họ nhiều về đi trồng đẻ luôn. Mà mọi người biết tại sao ở đây á, là cô có cái xe máy cậy rồi mấy cái máy mà để làm mịn đất rồi nè. Đi chỗ phân mà phân bò đó mọi người. Cái này nè, cô trồng gì đây vậy? Khoai mì hả hay cái gì đây? Khoai lang hả? À không phải, khoai tây. Cô trồng hết luôn hết đây nè. Hay vậy? Mấy cái bò hò màu tím nó dễ thương à. Cái mớ đất kia họ ấy chắc thì không biết họ trồng cái gì ta. Họ làm sẵn hết rồi nha mọi người, chỉ giờ chỉ trồng thôi đó. Chắc là tầm vài tháng đó thì đi qua tôi quay thử là họ trồng cái gì ha. Đây nè mọi người, tha hồ mà trồng nha. Đó, trời cũng đang lạnh, cô nói là về phải giữ kỹ, mà nếu nó hư qua cô lấy tiếp tại cô có nhiều lắm. Bây giờ cô cho Thi thêm một ít phân, mọi người, phân bò nè, đó. Nó phụ cô quá. Monis. Bò hay trâu? À đây bò, bò đực nha mọi người. Ở đây là bò đực không à. Trời ơi, để dễ sợ không? Chào mấy bạn. Mập dữ gì? Trên là vườn đi chứ nằm cho nó mập cái thay ra vậy. Trời ơi. Rồi không có cái rồi sao? Tội dữ vậy. Đây là toàn đực không nha mọi người. Cô nói là toàn bò đực không à. Vô có chuồng bò mà nó thơm dữ vậy. Hồi chờ lạ đời như Thi, người ta thích nước hoa nó thơm, còn Thi vô mấy cái mùi này thấy nó quen thuộc mọi người. Ui. Đó. Mấy cưng ghê. Rất good. One man, one man garden market ghê. Rất good. Tôn sắc man stink. Da hatten sie Champignon drauf gezüchtet. Das ist Hühnermist und Rossmist mit Stroh. Ah. Dann hatten sie so Champignon, braune und weiße. Und dann, wenn sie nicht mehr so groß werden, kann man den Mist haben. Also die verkaufen aber kleine Säcke. Und wir verkaufen nur im Winter. Da bringen sie einen ganzen Lastwagen voll. Wow. Soll ich machen? Bist du müde? Ah, es geht schon. Ich muss noch ein bisschen aufheben. Also dieser Plastik ist nicht so stark, musst du aufpassen, dass er dich verreißt.
Dạ, để mê man mua xa bỏ đồ. Thôi đi vậy đi phút ra đấy. Tu hát cả tên đó kia nít ích. Hát xua rakali, vô xu khám sẵn xin rakali. Cho phết xử. Xu xuế vỡ. Xuế vỡ rao vần. Này cọp. Xa. Also eben sonst musst du jemanden haben zum Helfen. Zum Ja, ja. Ich verteile ein wenig. Was? Die hat kein Blatt. Die sind da hinten. Ja, aber hier nass. Hinten. Dann müssen wir nochmal die Plastikantes machen. Oder ich hole eine andere Plastik. Kệ đóng luôn nè mọi người ơi. Bây giờ là xong rồi, bây giờ Thi lái xe đi về đây nha. Xong rồi mọi người, gom quá trời gom rồi. Gom được hai cái bao phân nha mọi người. Thì phân này là phân gà nè, phân bò nè, phân ngựa trộn lại đó mọi người, cho nên có nhiều vitamin luôn đó. Đó, bởi vì cô cho luôn mọi người. Nhưng mà Thi cũng gửi cô một ít tiền công sức của cô đó. Cô mừng lắm mọi người. Bây giờ đi về bắt đầu trồng mọi người ơi. Tại vì á, bây giờ tháng 5 nha mọi người, nhưng mà nó cũng có thể nó tuyết trở lại nha, có thể nó sẽ tuyết trở lại, cho nên cô cho thêm mấy cái bịch để về mình tủ lên trên á. Thì cái video nó cũng dài rồi, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi. Mọi người thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký, cũng như thầy nhớ cái comment có ích cho Thi nha. Thi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.